Hoan hỷ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Quý vị thân mến, tuổi Ngọ là một trong những con giáp đặc biệt nhất thuộc vòng trường sinh. Người tuổi Ngọ vốn đại diện cho sự phóng khoáng và nghĩa hiệp, nhiệt tình xông xáo trong mọi việc, đặc biệt là khả năng phi nước đại về đích của ngựa khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ và thán phục. Thế nhưng trong năm Canh Tý này, tuổi Ngọ xung với Thái Tuế nên hiểm họa trùng trùng. Đã qua nửa năm rồi mà vận trình vẫn chưa có gì khởi sắc. Thêm vào đó là Tý Ngọ tương xung nên cơ hội đến tận tay mà vẫn khó để nắm bắt. Vậy liệu trong nửa cuối năm nay, tuổi Ngọ có thể nhanh chóng vượt qua những khó khăn thử thách để bứt phá ngoạn mục hay không? Hãy cùng Phú Quý Tài Lộc tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay nhé! Và thưa quý vị, không chỉ có việc luận đoán lá số tử vi tuổi Ngọ, mà các đường chỉ tay cũng là yếu tố quan trọng giúp bạn luận đoán được con đường công danh, tài lộc, tình duyên của con người trong tương lai. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về vấn đề này, thì thầy Master Phùng Phương, người Việt Nam duy nhất là thành viên của Hiệp hội Phong thủy Thế giới, sẽ tổ chức một buổi luận giải chỉ tay miễn phí vào 21 giờ tối thứ 6 ngày 12 tháng 6. Các bạn hãy kéo xuống dưới phần bình luận, bấm vào link để tham gia vào group Master Phùng Phương và không bỏ lỡ buổi livestream đầy thú vị sắp tới đây nhé. Buổi chia sẻ này sẽ giúp quý vị chủ động hơn để lên kế hoạch về vận trình cuộc đời mình, từ đó trở nên giàu có, hạnh phúc và thành công hơn. Còn bây giờ xin mời các bạn theo dõi video ngày hôm nay. Trong số 12 con giáp thì người tuổi Ngọ vốn có tính tình phóng khoáng, hào hiệp. Họ cũng luôn tôn thờ tự do và độc lập. Bên cạnh đó, những người này thường thông minh, nhanh nhẹn, đa tài nên họ dễ thành công trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, không phải lúc nào họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Theo dõi tử vi số mệnh của người tuổi Ngọ năm Canh Tý cho thấy đây có thể là một năm đầy thách thức và nhiều khó khăn đối với bản mệnh. Có tính xung đột giữa Tý Ngọ cộng với trực xung Thái Tuế nên bạn phải cảnh giác hơn bình thường. Một số ngôi sao không may mắn như Thất Sát Hung Tinh đang chiếu đến, nó có thể khiến bạn bị sao nhãng, mất tập trung hoặc là bị lừa mất một món tiền chỉ vì quá vội vã. Các chuyên gia phong thủy khuyên rằng chiến lược tốt nhất của bạn có lẽ là giữ một nhịp độ sống vừa phải và không nên đưa ra bất kỳ thay đổi hay quyết định lớn nào trong năm nay. Dưới đây là luận đoán về tử vi chi tiết dành cho người tuổi Ngọ trong nửa cuối năm Canh Tý 2020. Các bạn hãy theo dõi để chủ động nắm bắt được vận trình công danh sự nghiệp của mình nhé. Thứ nhất, tuổi Ngọ tháng 7, sự nghiệp thuận lợi, tình duyên ảm đạm. Mặc dù tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, nhưng điều này lại không hề khiến cho đường công danh sự nghiệp của con giáp này phải chịu ảnh hưởng quá nhiều. Thậm chí công việc còn khá thuận lợi và suôn sẻ. Song con đường tình duyên thì lại không được may mắn như vậy. Càng về nửa cuối tháng thì vận trình càng xuống dốc nghiêm trọng. Trong công việc, tuổi Ngọ không gặp phải nhiều khó khăn phiền phức. Bản mệnh đủ năng lực để một mình đảm nhận công việc. Hơn nữa, nhờ được quý nhân phò trợ nên bước đường phía trước hanh thông bất ngờ. Cơ hội để tăng lương thăng chức cũng nhiều gấp bội. Xét về mặt tình cảm, người đã có đôi có cặp dễ nảy sinh mâu thuẫn bất đồng vì những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, thậm chí có thể dẫn tới chiến tranh lành. Mối quan hệ bị nguội lạnh đi ít nhiều, bản mệnh nên thử thay đổi góc nhìn của mình, suy nghĩ nhiều hơn cho đối phương. Ngoài tình yêu còn cần cả lòng bao dung và sự cảm thông nữa. Thứ hai, tuổi Ngọ tháng 8, tài lộc tình duyên hưng vượng dồi dào. Bật mí với bạn rằng con đường tài lộc của người tuổi Ngọ trong tháng 8 âm. Trong tháng 8 âm lịch này cực kỳ hưng vượng. Chuyện tình cảm cũng đã có những bước chuyển biến tích cực hơn so với tháng trước. Con giáp này nếu theo nghiệp kinh doanh
thì trong tháng này nên đẩy mạnh quảng cáo tiêu thụ các mặt hàng mới, có nhiều cơ hội thu hút khách hàng, thậm chí sẽ có được đơn hàng lớn bất ngờ, tài lộc ùn ùn đổ về nhà. Thực ra, bản mệnh cũng phải đối mặt với không ít đối thủ cạnh tranh, song những chú ngựa chẳng vì thế mà lo lắng. Con giáp này tự tin vào năng lực của mình và có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đặt ra. Xét về đường tình duyên, những mâu thuẫn trước đó giữa hai người dần được hóa giải, hiểu lầm tan biến, tình cảm được hâm nóng trở lại. Song bản mệnh cần nhớ rằng tình yêu cũng cần được che chở và bao bọc, nếu không có thể lụi tàn bất cứ khi nào. Thứ ba, tuổi ngọ tháng 9 có phần hơi trắc trở. Bước sang tháng 9 âm lịch, tuổi ngọ sẽ nhận được những tin không vui về công việc, trong khi đó sức khỏe vẫn đang tiếp tục trên đà đi xuống. Về mặt công việc, con giáp này bị tiểu nhân ngáng chờ, không ngừng tạo ra những âm mưu hãm hại. Nhiệm vụ được giao không thể hoàn thành đúng như dự kiến, bị cấp trên khiển trách, thậm chí có thể bị cắt lương cắt thường. Bạn cần phải rèn cho mình thói quen tỉ mỉ, cẩn thận. Trước khi bàn giao công việc, phải kiểm tra lại để tránh còn sai sót. Xét về mặt sức khỏe, tuổi ngọ dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố thời tiết, có thể bị viêm mũi, ho khan. Nếu bệnh kéo dài, người mệt mỏi thì cần nhanh chóng đi thăm khám, chữa trị kịp thời. Hàng ngày bạn nên tăng cường luyện tập thể dục thể thao để tăng sức đề kháng. Thứ tư, tuổi ngọ tháng 10 không có nhiều chuyển biến tích cực. Trong tháng 10, sự nghiệp của tuổi ngọ vẫn chưa được ổn định, vận trình chưa có gì khởi sắc so với tháng trước. Đường tình duyên đang sa sút, tuy không phải với tốc độ chóng mặt, nhưng con giáp này cũng cần phải đề phòng. Xét về phương diện sự nghiệp, bản mệnh tháng này phải cạnh tranh kịch liệt với những đối thủ khác. So với đồng nghiệp của mình, bản mệnh không có được năng lực xuất chúng, cũng không có đủ tự tin, nên càng không thể phát huy được năng lực của bản thân. Con giáp này cần phải thả lỏng tinh thần, thoải mái bắt tay vào việc thì mới có thể đạt được hiệu suất cao. Căng thẳng, áp lực suốt một thời gian dài sẽ chỉ khiến cho tâm trạng trở nên tiêu cực, cũng không còn tâm trạng làm việc nữa. Trong chuyện tình cảm, những chú ngựa vốn sống phóng khoáng cũng nên suy nghĩ hơn cho người ấy. Ai cũng cần có một khoảng trời riêng, đừng kìm kẹp kiểm soát nhau quá nhiều, nếu không lại thành phản ứng ngược, tình không bền chặt đã vội nhạt phai. Thứ năm, tháng 11, tuổi ngọ cần cân bằng lại cuộc sống và công việc. Trong tháng 11 âm lịch năm Canh Tý, tuổi ngọ cả tiền bạc và sức khỏe đều không được như ý. Đặc biệt sức khỏe thời điểm này khá tệ, cần phải lưu tâm. Bản mệnh tinh thần xuống dốc, dù làm gì cũng phải đối mặt với không ít khó khăn trắc trở. Người làm đầu tư cổ phiếu, kinh doanh nhà đất cần phải kịp thời thu lại vốn, nếu không có nguy cơ mất trắng cả vốn lẫn lời. Về sức khỏe, tuổi ngọ thường cảm thấy đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, ngủ không ngon giấc, nên nhanh chóng đi đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám kiểm tra sức khỏe, tránh những hậu quả đáng tiếc. Nên cân bằng cuộc sống và công việc, đừng tự tạo quá nhiều áp lực cho mình. Thứ sáu, tuổi ngọ tháng chạp gặp nhiều vận hạn. Tháng cuối cùng của năm 2020 là thời điểm mà con giáp này cảm thấy vận trình xuống dốc trầm trọng.
mọi thứ chỉ có tệ hơn chứ chẳng bớt đi chút nào. Nhất là công việc và tình cảm có thể nói đã đi xuống tận đáy. Về chuyện tình cảm, bản mệnh và người ấy liên tục nảy sinh tranh cãi, số lần chiến tranh lạnh gia tăng tới mức đáng báo động. Nếu không kịp thời cải thiện mối quan hệ, tìm cách chia sẻ và tâm sự với nhau nhiều hơn, thì rất có thể sẽ phải đối mặt với càng nhiều rắc rối hiểu lầm. Tình cảm cũng đứng trên bờ vực tan vỡ. Trong công việc, những chú ngựa cần phải xốc lại tinh thần của mình. Bạn mắc lỗi quá nhiều, bị cấp trên khiển trách, đồng nghiệp khinh khi, khách hàng trách móc, có lúc tưởng chừng muốn sụp đổ. Tuy nhiên, cuộc sống ai chẳng có những lúc khó khăn. Con giáp này nên suy nghĩ lạc quan hơn để đối mặt với hiện thực. Dù làm gì cũng phải đặt hết tâm sức vào đó, đừng qua loa đại khái mà mang hậu họa về sau. Quý vị thân mến, có lẽ bởi sự ảnh hưởng quá lớn của Thái Tuế cũng như Tý Ngọ xung khắc mà người tuổi Ngọ trong năm nay gặp nhiều trắc trở và có phần xui xẻo. Tuy nhiên bạn cũng đừng quá lo lắng, bởi chúng ta hoàn toàn có thể chủ động lên kế hoạch để hóa giải các vận hạn này và giữ gìn sự an toàn cho bản thân chỉ với một số mẹo nhỏ đơn giản. Hãy để Phú Quý Tài Lộc bật mí cho bạn trong phần tiếp theo của chương trình. Những điều người tuổi Ngọ cần ghi nhớ để thượng lộ bình an, đón cát tránh hung trong nửa cuối năm Canh Tý 2020. Thứ nhất, về sức khỏe, bạn không nên coi thường những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Cần chú ý có chế độ sinh hoạt hợp lý, không nên làm việc quá sức hoặc giữ những suy nghĩ bi quan tiêu cực trong lòng. Nếu có chuyện gì khó giải quyết, bản mệnh có thể tâm sự với những người đáng tin cậy để đưa ra phương hướng xử lý thích đáng nhất. Cần chăm chỉ rèn luyện giúp cơ thể bạn luôn ở trong trạng thái khỏe mạnh. Thứ hai là về tiền bạc. Tuổi Ngọ không nên ham hố dốc hết tiền bạc để đầu tư vào bất cứ lĩnh vực gì. Năm nay tài lộc của bạn không có nhiều điểm sáng, vì thế tốt nhất nên chăm chỉ làm ăn, không tính chuyện làm giàu nhanh chóng bằng mọi cách. Không nên tìm cách hãm hại hoặc chiếm lợi nhuận của người khác. Trong thời điểm này, bản mệnh cần phải chi tiêu nhiều khoản, vì vậy tránh tiêu xài lãng phí, chỉ nên dùng tiền vào những việc thật sự cần thiết. Về tình cảm, tránh tự gây áp lực cho bản thân, không nên đưa ra những quyết định vội vàng gây hối hận sau này. Thứ ba là về mặt tình cảm. Tuổi Ngọ, tránh tự gây áp lực cho bản thân, không nên đưa ra những quyết định vội vàng gây hối hận sau này. Nếu có người khác giới tiếp cận, bạn nên cho đôi bên thời gian để tìm hiểu nhau kỹ càng hơn, tránh việc từ chối hoặc chấp nhận ngay lập tức. Những người đã lập gia đình cần dành nhiều thời gian cho nửa kia. Vợ chồng cần tăng cường trò chuyện với nhau chứ không nên thờ ơ lạnh nhạt với nhau. Khi có mâu thuẫn liên quan đến tình cảm, đôi bên cần trò chuyện thẳng thắn với nhau, tránh giữ mọi chuyện trong lòng để nảy sinh những nghi ngờ, hiểu lầm không đáng có. Quý vị thân mến, bất kể khó khăn hay thử thách nào cũng đều có thể vượt qua. Chỉ cần tuổi Ngọ biết cố gắng và nỗ lực bằng tất cả khả năng của mình thì nhất định may mắn sẽ đến, cơ hội nằm gọn trong tầm tay và thành công chỉ là điều đến sớm hay muộn mà thôi. Bên cạnh đó, để tìm hiểu thêm những kiến thức hữu ích về phong thủy và đời sống tâm linh, bạn có thể gặp gỡ thầy Phùng Phương bằng cách nhấn vào ô bên trái hoặc bên phải màn hình. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.